mời. Trân trọng kính mời quý thân hữu vui lòng đến tham dự buổi ra mắt sách giới thiệu hồi ký Phóng viên chiến trường, tình yêu, ngục tù và vượt biển của Dương Phục và Vũ Thanh Thủy do Tủ sách Tiếng quê hương ấn hành vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật 10 tháng 7 năm 2016 tại Royal Hall 4201 El Cajon Boulevard, San Diego 92105. Trân trọng kính mời đại diện nhóm thân hữu Đỗ Như Điện 858-337-7049, Đinh Đăng Kỳ 858-679-2320.